cảnh tượng hành hạ người tàn nhẫn vô nhân đạo này thực sự đã từng xảy ra trong lịch sử, cũng là lịch sử đen tối nhất mà Nhật Bản muốn chôn giấu kín. Đây là một hòn đảo địa ngục nổi tiếng của Nhật Bản, đảo Hashima. Tuy bên ngoài nhìn như một chiếc tàu chiến, nhưng nó lại có cái tên đáng sợ là đảo địa ngục. Tổng diện tích chỉ bằng vài sân bóng đá, nhưng đã từng tập trung hàng vạn người. Người tới đây, có những công nhân Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt đến. Nhưng bất luận là ai, đã lên đảo sẽ chỉ phân thành phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ thì bị đưa vào nhà chứa, mà đến trẻ con cũng không được bỏ qua. Còn đàn ông thì bị đưa vào giếng mò sâu không thấy đáy. Họ bị ép lao động xuyên ngày xuyên đêm, chỉ cần dừng tay một lát thì người Nhật Bản sẽ vung roi. Cậu bé này đang cố gắng đào bức tường quặng trước mặt, nhưng không may đào trúng mạch nước ngầm. Vì mạng sống cậu phải bỏ nhanh ra khỏi đó, nhưng người Nhật vô nhân tính đánh người không cần lý do, rồi lại ép cậu ấy quay vào trong mỏ. Cậu bé không dám phản kháng, rất nhanh mạch nước gây ra sụt lún. Kết quả là cậu bé bị vùi sống ở trong hầm sâu, mà mỗi ngày đều có rất nhiều người chết trên hòn đảo này. Lãnh đạo tinh thần của nhóm công nhân là Moon sắp xếp cho ba cậu bé này bỏ trốn, mỗi người vác sau lưng một khúc gỗ, chỉ cần có thể thuận lợi ra biển, sẽ dựa vào sức nâng của khúc gỗ đó, men theo bờ biển trôi vào đất liền. Ai ngờ vừa đi chưa được bao lâu, thì một người trong số họ không may đã bị phát hiện. Hai người còn lại trốn trong tối không dám lên tiếng, chỉ có thể dương mắt nhìn đồng đội bị giết ngay. Khó khăn lắm mới ra được biển nên hai người gắng sức bơi, nhưng lúc này một chiếc tàu đã lao thẳng đến, cứ thế ép họ xuống dưới đáy thuyền. Nhìn dáng vẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng của họ, người Nhật trên thuyền vô cùng đắc ý như xem kịch vậy. Không lâu sau họ đã trở thành hai thi thể lạnh ngắt bị kéo vào bờ. Bối cảnh lúc này đang là chiến tranh thế giới thứ hai, phát xít Nhật đang chiếm thế độc tôn ở khu vực châu Á. Người dân Hàn Quốc ai cũng mong trốn đến Nhật làm việc để không phải chịu chiến tranh. Nam chính Lee và con gái Sohee vốn làm trong ban nhạc, anh bán hết tài sản mới được một chút tiền, nhờ người bạn mua giấy thông hành sang Nhật kiếm việc làm cho hai bố con. Rất nhanh chóng hai bố con được sắp xếp lên một chiếc tàu Nhật. Trước khi đến bến cảng trung chuyển, nam chính cùng đoàn nhạc cẩn thận giấu tiền, bởi đây chính là cái vé đảm bảo cho mạng sống của họ. Sáng hôm sau nhóm người đã cập cảng Shimono, nam chính lập tức gặp sĩ quan Nhật đưa thư giới thiệu của bạn mình. Quà thì ông ta lấy nhưng giấy giới thiệu thì thôi đi nhá. Nam chính Lee bất chợt nhìn xuống đất, đâu đâu cũng có giấy giới thiệu, lúc này mới biết bị bạn mình lừa thì đã quá muộn rồi. Hai bố con và nhóm người cứ thế bị bắt lên một chiếc tàu ra khơi tiếp. Vốn cứ nghĩ rằng sang Nhật có thể kiếm được một tiền và cuộc sống bình yên, không ngờ rằng lại bị đưa đến hòn đảo địa ngục. Khi thuyền còn chưa cập bến, quân Nhật đợi sẵn từ lâu cứ thế lao đến vung roi, đánh đập phủ đầu mọi người trên thuyền một trận dã man hết sức, rồi cứ thế bắt hết phụ nữ và trẻ em đưa đi. Họ bị lột hết quần áo chờ người Nhật kiểm tra cơ thể, mà đến cô bé như Sohee cũng phải chấp nhận. Man Mion đau đớn nằm trên giường đá, còn bị thằng bác sĩ tách hai chân ra. Đám người Nhật đứng bên cạnh lộ ra bộ mặt ghê tởm. Những người phụ nữ này không lâu sau sẽ thành đồ chơi của chúng. Bên này đàn ông cũng bị đưa đến một bãi đất chống kiểm tra, tịch thu toàn bộ tài sản. Ái thắc mắc thì người Nhật đánh không thương tiếc. Đoàn trưởng Lee vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Rõ ràng là đến kiếm tiền nhưng sao ở đây khác xa so với tưởng tượng của họ. Rất nhanh người Nhật đã bắt đầu cưỡng chế nhóm người Hàn mới đến, lột sạch quần áo y hệt như những tù nhân, cắt tóc sắc bột khử trùng không khác gì những nô lệ thời cổ. Bên này sau khi kiểm tra xong phụ nữ bị đưa vào nhà chứa, suốt ngày phải đi phục vụ cho bọn lính Nhật, mà nếu ai có thai sẽ bị chúng ngoi dạ dày ra. Còn đàn ông bị đưa vào nhà ở của công nhân mỏ thép, hàng chục người ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, mặt đất thì ngấm nước cống hôi rình. Ôi, lao động xuất khẩu Nhật Bản là như thế này sao? Trong thức ăn như cám lợn lại toàn là xác rán, nhưng họ cũng không dám oán trách nửa câu. Sau khi ăn xong thì bắt đầu vùi chim vào làm việc. Đó là một mỏ than khai khoảng ở sâu dưới lòng đất. Thằng quản lý người Hàn Quốc đối xử quá tệ với người mình. Choi Ji sắp nhìn ngứa mắt nên muốn thách đấu hắn để chiếm quyền quản lý. Người Nhật thấy thú vị nên cho phép đánh nhanh. Hai con vợ vì thế lao vào chiến đấu một sống một còn. Ji sắp bị đánh khá nhiều nhưng sức khỏe hơn người đã giúp anh chiến thắng. Nhờ vậy được lên làm quản lý nhóm công nhân người Hàn. Môi trường làm việc trong hầm mỏ vô cùng tồi tệ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra. Cái chết đã trở thành một điều quá là bình thường. Cuộc sống của phụ nữ bên này cũng vô cùng cực khổ. Hàng ngày phải trang điểm loè loẹt tiếp rượu mua vui cho người Nhật. Con gái của đoàn trưởng Lee và Man Mion cũng ở trong đó. Nhìn dáng vẻ run rẩy khóc lóc của cô bé mới có 10 tuổi này, Man Mion nhìn cô bé lắc đầu không được phản kháng, mặc kệ cho người Nhật thọc bàn tay ghê tởm vào. Cô nhắm chặt mắt ép mình phải giữ bình tĩnh, bởi cô biết rằng chỉ cần có một hành động nhỏ không vừa ý họ, thì mạng của mình thậm chí còn bị chúng mang ra cho chó nhai sống luôn. Đúng lúc này người Nhật mở một bản nhạc, cũng là lúc thằng dê sồm nhất lao sang cô bé. Cô bé Sohee rất nhanh trí chạy lên sân khấu, cố gắng mua theo điệu nhạc để làm người Nhật vui vẻ, tạm thời tránh được sàm sỡ mà lại khiến không khí vui hơn. Sohee hô lên đế quốc Nhật vạn tuế, nhờ vậy hôm nay tạm thời thoát khỏi cái chết, còn xin cho cha và ban nhạc đến biểu diễn mua vui. Thấy con gái đứng bên cạnh người Nhật, đoàn trưởng Lee chỉ có thể cắn chặt răng nở một nụ cười. Bất luận thế nào cũng không thể bỏ mặc tính mạng của con gái. Cứ như vậy hàng ngày người Nhật trên đảo ăn nhậu phè phỡn, còn công nhân Hàn Quốc và Trung Quốc trong hầm mỏ
phải đổ mồ hôi sôi nước mắt gắng sức làm việc chết thì thôi. Hôm nay xe gồm tự dưng bị trượt bánh, cứ theo đà lao xuống giết rất nhiều người, gây ra sức phá hoại vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa do va chạm nên khí ra bắt đầu rò rỉ, dẫn tới một vụ nổ kinh người. Người nhận được tin vô cùng phẫn nộ, mà để ngăn chặn nó cháy lan sang khu mỏ khác, người nhận cho nổ sập luôn khu mỏ của người Hàn, khiến toàn bộ công nhân Hàn Quốc bị kẹt bên trong. Rất may ở đây có sự xuất hiện của một người đặc biệt, cục diện bắt đầu chuyển biến từ đây. Song Jong Ki vốn là một đặc vụ cấp cao của Hàn Quốc, nhưng cố tình trà trộn vào đảo địa ngục của Nhật Bản này, bởi vì anh biết chính phủ Nhật sắp bại trận. Jong Ki nhận lệnh giải cứu người được đề cử tổng thống đã bị bắt đến đây, đó chính là ông Moon, thủ lĩnh đáng tin cậy những người công nhân khốn khổ. Song Jong Ki liều mình mang mình vào cái cửa hầm, rồi kích nổ đồng thời khi mọi người kéo mình ra, nhờ vậy cứu thoát được tất cả người Hàn. Sau khi kết nối được với thủ lĩnh Moon, Song Jong Ki lại tìm đến đoàn trưởng Lee, lấy điều kiện là đưa ông và con gái rời khỏi hòn đảo, muốn ông ấy lợi dụng cơ hội làm việc ở quán rượu để trộm mẫu của chìa khóa điện báo. Rất nhanh đã chế tạo được rất nhiều chìa khóa cửa, Song Jong Ki dùng nó để liên lạc trở về tổng đài. Nhưng lúc Song Jong Ki chuẩn bị rời khỏi bưu cục, anh đã phát hiện một bí mật động trời. Thì ra thủ lĩnh Moon vốn sớm đã phản bội người Hàn Quốc, hắn đồng mưu đồng lõa với bọn người Nhật. Trong két sắt của bưu cục ghi lại chi tiết tiền công của công nhân Hàn Quốc, Song Jong Ki nhận ra ông Moon được nhận một nửa số tiền lương của công nhân, còn một nửa sẽ vào túi của tên chủ người Nhật, thậm chí đến tiền cứu trợ của người chết đều chuyển hết vào tài khoản của ông ta. Trên đảo trước giờ chưa từng có ai chạy thoát, nguyên nhân cũng là do thằng chó Moon này ở sau thao túng. Ông ta vừa cổ vũ sắp xếp cho mọi người tháo chạy, mặt khác lại đi báo tin này cho phía người Nhật. Hắn tự đứng lên làm thủ lĩnh tinh thần của nhóm công nhân, nhưng thực ra lại là gián điệp mà quân Nhật cài cắm vào. Thủ lĩnh Moon cũng thừa nhận toàn bộ tội lỗi. Đúng lúc Song Jong Ki định giết ông ta thì chú Lee lại xuất hiện, liền bị thủ lĩnh Moon lừa gạt rằng Song Jong Ki là kẻ phản bội. Đúng lúc này trên đảo xảy ra những vụ nổ lớn, thì ra phía quân Mỹ đang thả bom cho nổ tan hòn đảo này. Thủ lĩnh Moon nhân cơ hội này, giết luôn cận vệ che giấu bí mật tất cả việc này. Chú Lee cũng đều chứng kiến cùng lúc này Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Nhanh chóng tin tức được truyền lên đảo, người Nhật biết mình sắp bại trận rồi. Và để che giấu đi tội ác, người Nhật quyết định chôn sống một lượt hết tất cả công nhân, tiêu hủy tất cả nhân chứng và vật chứng. Còn phải ông Moon tập hợp tất cả công nhân lại để tẩy não một lượt. Đúng lúc này Song Jong Ki ra mặt tiết lộ tội ác của Moon, đồng thời báo mọi người rằng quân Mỹ đã chiếm được Okinawa, có nghĩa là quân Nhật sắp bại trận, vì thế chúng muốn chôn vùi tất cả mọi người trên đảo này, chỉ cần ngày mai vào hầm mỏ là tất cả sẽ chết. Lúc này đoàn trưởng Lee cũng cầm sổ sách ra làm chứng, mà còn thêm những người khác nữa, cũng tận mắt nhìn thấy ông Moon giết người thân tín của mình. Lúc này khiến mọi người không còn ai tin tưởng ông ta, phút trước là thủ lĩnh, phút sau đã trở thành kẻ thù của mọi người. Song Jong Ki dứt khoát giải quyết hắn ta trước mặt tránh để lại hậu họa, sau đó lập kế hoạch để mọi người ngày mai có thể thoát ra. Chỉ cần hợp lực chiếm giữ được con tàu vận tải đang đậu ở bến tàu, thì đó sẽ là cơ hội thành công duy nhất. Nếu không muốn chết thì chỉ có thể liều mạng lần này. Ai cũng sợ chết nên tất cả im lặng. Nhưng bỗng chốc một cậu bé đứng ra hưởng ứng anh ta. Thấy vậy những người khác cũng đồng loạt hưởng ứng. Rất nhanh mọi người phân ra các nhóm hành động. Song Jong Ki dẫn một nhóm người đột nhập con thuyền, ám sát hết lính canh và lấy luôn hết vũ khí, rồi bí mật vận động mọi người ra thuyền ngay trong đêm. Rất nhanh mọi người đã ra tới được sát tường rào, chỉ cần vượt qua chiếc cầu thang này nữa là tới thuyền để rời bến. Không ngờ vừa tiến hành được một nửa đã bị quân Nhật phát hiện, lập tức chúng huy động quân đội và một quả pháo sáng bắn lên, khiến tất cả những người chạy trốn đều bị lộ. Mọi người hoảng loạn sợ bị giết tranh nhau trèo lên thang sắt, nhưng càng vội vàng thì càng hỏng việc. Quân Nhật cũng bắt đầu nổ súng ngăn chặn mọi người, khiến rất nhiều người Hàn bị trúng đạn chết tươi, trong khi nhiều người thì sợ hãi mà trượt tay rơi xuống biển. Rất nhanh thang sắt cũng không chịu được sức nặng mà đã bị gãy, con đường sống duy nhất giờ đây không còn. Lính Nhật được đà càng công kích nhiều hơn, thề phải giết hết không để ai sống sót rời khỏi. Thật sự là cuộc đại thảm sát man sợ kinh điển trong lịch sử loài người. Đúng lúc nguy cấp nhất đột nhiên những tên lính Nhật nằm xuống, hóa ra anh giang hồ So Ji Sắc đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi, dùng những vũ khí trên tàu bắn lại lính Nhật. Phía bên này đoàn trưởng Lee vẫn cố sức nâng thanh sắt lên. Thấy vậy những người đang trốn khỏi làn mưa đạn cũng liều mình lao lên trợ giúp. Những người xung quanh thì cố gắng lấy thân mình ra bảo vệ, mặc cho rất nhiều người đã phải hy sinh. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, thang sắt cuối cùng cũng được dựng lên bức tường, giúp mọi người trèo vượt qua được bức tường mà nhảy xuống biển. Nhờ đó mà trèo lên được chiếc thuyền đậu bên ngoài. Nhưng phía bên trong nhóm người ở lại cầm chân đều đã trúng đạn, Man Mion cũng đã phải hy sinh, mà tất cả là do thằng Hàn phản bội này báo tin cho người Nhật. So Ji Sắc điên tiết lao lên tóm cổ lấy hắn, vận hết nội công bẻ gãy đôi người tên này. Chỉ tiếc rằng cuối cùng anh cũng hy sinh. Xin lỗi vì anh đã không thể bảo vệ cho em được nữa rồi. Hết người ngăn cản quân Nhật được đà xông lên tàn sát, cứ thế xả đạn điên cuồng vào người dân Hàn. Chỉ có mỗi Song Jong Ki cầm kiếm lao lên giết được vài quân Nhật. Chú Lee vì bảo vệ con gái cũng đã trúng đạn, Song Jong Ki cũng bị hắn bắn vào người. Đúng lúc thằng Nhật định ra tay chém chết chú Lee, cô con gái So Ji ném thẳng chai xăng lên người hắn. Song Jong Ki kết liễu cho hắn cụt đầu. Thủ lĩnh người Nhật đã chết nên quân Nhật cũng dừng tay lại.
Song Jong Ki nhờ vậy mà đã kết thúc được cuộc chiến vô nghĩa này. Trong hàng ngàn người phải lên đảo địa ngục lao động, cuối cùng chỉ còn vài trăm người may mắn sống sót trở về và kể lại câu chuyện như một bằng chứng lịch sử về một quá khứ kinh hoàng đã từng xảy ra trong chiến tranh. Lúc chú Lee mất cũng là lúc Mỹ ném quả bom thứ hai xuống Nagasaki, là một nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Chiến tranh đáng sợ vậy đó. Nếu bạn đang được sống trong hòa bình thì hãy luôn trân trọng nha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.